Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Nhất Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Hôm nay thì mỗi lần mà đến gặp anh Thắng là lúc nào cũng được anh Thắng kể cho đi chỗ này chỗ kia. Thì hôm nay chương trình ngày hôm nay thì anh Thắng sẽ kể về chỗ nào để anh Thắng? Có lẽ một trong những đất nước mà khi mà đi du lịch đó, tôi cũng rất là thích thú. Và một cái đất nước đó thì hiện tại thì chúng ta biết cũng đang là khuấy động thế giới về nhiều vấn đề chính trị. Và đất nước đó thì cũng là một trong những cái nôi của nhân loại ngày xưa. Thì đó là đất nước Thực Kỳ. Mình tiếng Việt Nam mình gọi là Thổ Nhĩ Kỳ đó. Hình như theo những anh được biết nhớ hồi xưa đi học đó thì hình như phải là ngoài Nga ra thì hình như cái đất nước Thổ Nhĩ Kỳ Turkey này là nằm hình như là nó một phần ở Á Châu phải Có không lẽ nhất? Nhất Anh nói đúng. Thực Kỳ cũng giống như Russia đó. Russia thì cũng một phần lớn của đất nước Russia nằm thuộc về Á Châu, nhưng một phần đấy nằm thuộc về Âu Châu. Nhưng mà người Nga thì họ lúc nào họ cũng nhận họ Âu Châu hơn là Á Châu. Thì Thực Kỳ cũng vậy. Thực Kỳ là một 3/4 của họ, hoặc là phải nói tới 4/5 đúng hơn, thì nó nằm về cái phía của Á Châu. Trong khi đó thì một phần nhỏ, 1/5 hay là 1/4, cái phần đất của họ lại nằm về đông nam của Âu Châu. Thành thử họ nó thực khi nó được làm một đất nước nằm gọi cái miền Tiểu Á, mình tiếng Việt Nam mình dịch gọi là Tiểu Á đó. Thì đó là một cái đất nước, nó có một cái vị trí địa lý hết sức là quan trọng, tại vì cái vị trí của cái địa lý của cái đất nước Thực Kỳ nó nối liền hai cái biển lớn, đó là biển Hắc Hải và cái biển bên này là biển Địa Trung Hải. Nhưng mà cái hai cái biển đó được thông với nhau qua cái eo biển, và đi qua hai cái eo biển đó là nối liền cái phần đất Á Châu với phần đất Âu Châu. Thành thử nó trở thành là một cái khu vực hết sức là quan trọng đối với những đất nước mà có cái biên giới với cái Hắc Hải. Thành ra họ muốn đi ra qua Địa Trung Hải đó, họ phải đi qua bên Thực Kỳ. Nằm ở vị trí quan trọng vậy thì xung quanh của nó là nó giáp nó nằm kế bên đất nước nào hả anh Thắng? Bây giờ thì chúng ta nói đất nước thì bên trên phía bắc á, thì nó có thuộc về bên Bulgaria, nhưng mà phía nam á, thì chúng ta biết Thực Kỳ hiện tại đang có những cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Syria với Iraq đó, và ngay cả Iran nữa. Thì đó là những đất nước mà nằm về phía nam của bên Thực Kỳ. Nhưng mà quan trọng là cái biển đó, biển phía bắc là Hắc Hải và phía nam là Địa Trung Hải, nhưng mà nối liền hai cái biển đó nó là hai cái eo biển. Thứ nhất là Bosphorus, thì là đi xuyên qua Thực Kỳ, và một cái eo biển khác là nối liền với cái biển gọi bên trong cái phần đất của Thực Kỳ, đó là cái biển Marmara, nó nối liền với cái Aegean Sea. Thì đi qua cái đó nó gọi là một cái khu vực hết sức là quan trọng là Dardanelles, mà ngày xưa trong cái đệ nhất thế chiến đó, nó có một cái trận chiến rất là quan trọng gặp Napoli. Thì đó là một cái trận chiến hết sức là quan trọng, mà kết quả là đế quốc lúc đó thì thành lập ra đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà đồng thời thì cái đó là một cái trận đánh nó ghi dấu mà rất quan trọng đối với các đất nước mà được thành lập sau này, như là Australia với là New Zealand. Nó thường mà người ta thay tới Âu Châu đó thì người ta ít khi nào mà người ta tới Pháp, tới Anh hay là tới Đức, chứ mà nói tới Turkey thì ít có ai mà tới. Nhưng mà bỏ mặc qua những cái chính trị mà những cái biến động bây giờ của nó tại đó thì anh Thắng muốn giới thiệu gì ở Turkey cho Tôi khách nghĩ biết. khác khác hẳn như Nhất Anh, vượt cái câu hỏi của Nhất Anh đó. Mặc dù chúng ta là những người cũng ít đi đến Thực Kỳ, nhưng thực sự Thực Kỳ là một đất nước mà những người du khách Nga, những người du khách Âu Châu họ đến rất là nhiều, rất là đông. Tại vì phải nói thêm là thắng cảnh thiên nhiên của Thực Kỳ nó là hết sức đa dạng và nó rất là đẹp, và nó có những cái thắng cảnh mà thế giới này mình không tìm thấy được ở nơi nào có giống như vậy. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta có thể nói về một cái thắng cảnh ở Thực Kỳ chẳng hạn, đó là Cappadocia. Cappadocia nó là một cái vùng đất nằm khoảng ngay chính giữa của đất nước Thực Kỳ. Chúng ta biết rằng Thực Kỳ sẽ có cái thành phố lớn là Istanbul, rất là nổi tiếng đúng không? Nhưng mà Istanbul không phải là thủ đô của Thực Kỳ, mà Ankara mới là thủ đô của Thực Kỳ. Thành ra từ cái thủ đô Ankara chúng ta đi về phía nam, đông nam một chút, thì chúng ta sẽ gặp ngay cái vùng trung bộ, và đó là cái vùng đất gọi là khu vực Cappadocia. Và cái vùng đất này nó có những cái thắng cảnh đẹp lạ lùng, mà cá nhân tôi cho là tôi chưa giờ thấy những đất nước khác có như vậy. Tại vì hôm nay chúng ta giới thiệu đến một cái khu vực, đó là đến có những cái giống như những cái tảng đá, những cái thạch
nói là thạch nhũ thì không đúng, nhưng mà những cái tảng đá, nhưng mà những cái tảng đá được những cái lớp chồng chất lên nhau á, nó khác nhau, cái độ cứng nó khác nhau, và nó đã được trải qua một vài chục triệu năm rồi, thành ra nó đã được nước với gió được bào vậy là xói mòn đi, và trông có những hình dáng rất là đặc biệt, là tại vì giống như những ống khói đó, và trên những ống khói đó nó có những cái giống như cái mái nhà. Nếu chúng ta nhìn hình thức giống như mái nhà thì nó giống như cái mái nhà, mà nếu chúng ta nhìn giống như cái hình trái nấm thì nó cũng là hình cây nấm. Thành thử cái khu vực đó của Cappadocia đó, nó có những cái nét cấu tạo của thiên nhiên, những cái gọi là bàn tay của tạo hóa đã tạo cho cái vùng đất, cho những cái hàng trăm cái ống khói như vậy, mà ống khói bằng 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 cột đá thật, chứ không phải là những cái ống đá do con người đèo đẽo gọt. Cho tạo hóa làm ra. Thành thử chúng ta đến đó thì đây là một trong những cái thắng cảnh mà đã thu hút du khách khắp mọi nơi trên thế giới đến Thực Kỳ. Đến Thực Kỳ người ta có thể đi rất là nhiều tour. Một cái tour có thể quý vị có thể đi về phía miền Tây của Thực Kỳ thôi. Thì đó là những thắng cảnh như là Ephesus này, những thắng cảnh để đi về hướng Hy Lạp, đi về những cái đảo như đảo Santorini. Đó là những cái thắng cảnh rất là đẹp trên cái vùng biển của Địa Trung Hải. Nhưng mà nếu đi vào trong đất liền thì chúng ta không thể quên được cái những thắng cảnh nổi tiếng của Thực Kỳ như Cappadocia. Đó. Thì Cappadocia thì chúng ta đến nơi thì dĩ nhiên không có chuyến bay nào bay thẳng đến Cappadocia cả, mà chúng ta sẽ bay đến thủ đô, hoặc là chúng ta đi đến Istanbul, rồi từ đó chúng ta đi một vòng tour rồi chúng ta đến Cappadocia. Ở đây thì quý vị có được xem được cái gì thì nó toàn là những cái sự đẽo gọt của thiên nhiên mà như tôi vừa trình bày. Nhưng mà chúng ta đến đó, cái Cappadocia, những cái tảng đá trông nó vậy, nó cao độ chừng 15 đến 30 mét thôi, tùy theo từng tảng, nhưng mà có những cái cao cao nhất thì cũng khoảng gần 30 mét, và chúng mình đứng ở dưới mình nhìn lên đó, thấy nó lạ lắm. Tại vì tuy là một cái cột đá như vậy, nhưng mà con người đã dùng những cái bàn tay của mình khéo léo đục những cái lỗ hổng ở trong đá đó, Để và làm họ cái cột sinh sống thay. trong đó. Họ trở thành những cái gọi là những cái họ có thể chui rút vào trong những cái tảng đó và sinh sống, và họ thì làm những cái cầu thang có thể lên vòng vòng lên, có thể lên được 2-3 tầng. Thành ra đó là một cái điểm rất là đặc biệt ở đây. Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta trở lại cái lịch sử, tại sao có những cái người con người chui rút trong đó và lại đục đẽo như vậy, là cả 2-3 ngàn năm trước đó có những cái đế chế và có những cái chủng tộc họ tranh chấp với nhau và họ đánh nhau suốt từ mấy ngàn năm nay. Thành thử ở bên cái khu vực đó là mấy ngàn năm nay chiến tranh liên miên, chứ không phải đến bây giờ mới có chiến tranh. Đó. Khi mà chiến tranh như vậy thì những người mà dân chúng nó họ phải chạy. Thành ra ngày xưa ở bên đó thì là cái tôn giáo chính của họ cái thời sau Thiên Chúa giáo đó là Byzantine, sau này nó trở thành chính thống giáo, và khi đó thì những cái đế chế và những cái dân tộc xung quanh vùng đánh nhau, thành ra những người dân đó họ chạy và tu sĩ cũng chạy, và thành ra khi mà chạy đến cái khu vực của Cappadocia này á, họ nhìn thấy vùng đất này đất đai tương đối là dễ đào xới, có nghĩa là dễ làm đến những cái hang 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 hốc Mà mà đến có thể sống được, thành họ đã đào xới ra và họ chui rút trong đó, họ sinh sống và họ ẩn nấp của quân thù. Thì ngoài những cái tảng đá mà tôi vừa trình bày đó, ở ngay Cappadocia chúng ta còn có những cái thành phố gọi là Underground City, tức là chúng ta xuống dưới đó, chúng ta đi, nếu quý vị mà đến Cappadocia đi vào những cái Underground City đó, chúng ta không được phép đi một mình. Cái lý do là chúng ta xuống là chúng ta không biết đường lên, tại vì nó ngõ ngách gọi là nối liền nhau, và đồng thời trong những cái hang hốc đó họ có những cái tảng đá để họ ngày xưa họ trốn trốn tránh quân địch, mà thành ra họ đã đào xới, họ làm ra những cái tảng đá giống như những cánh cửa đó, tự động nó lock lại và ngoài người ta cũng vô không được. Thành thử đi đến cái khu vực của Cappadocia, ngoài cái chuyện là thắng cảnh thiên nhiên, mình còn nhìn thấy những cái thắng cảnh của con người, những cái bàn tay của con người, kiến trúc vì trốn chiến tranh, vì ẩn nấp chiến tranh, vì ẩn nấp kẻ thù, và đồng thời mình nhìn cái sinh hoạt của những cái vùng đó. Thành ra đến Cappadocia chúng ta vừa học được cái văn hóa, vừa tìm hiểu được thêm những cái văn hóa của ngày xưa của những người dân của cái vùng đất đó, và đồng thời chúng ta xem được cái thắng cảnh thiên nhiên. Và khi nói đến thắng cảnh thiên nhiên đó thì đến Cappadocia, ngoài những cái tảng đá mà vừa mới trình bày đến với Nhất Anh cũng như quý vị khán giả đó, thì chúng ta còn thấy là nó là cả một cái không gian
đẹp lạ lùng nếu chúng ta đi lên, bay lên trên. Dạ. Mà chúng ta bay lên trên là chúng ta phải bay bằng hot air balloon. Vâng, và cái đó là mình sẽ dành cho phần sau mình nói để cho mọi người có thể hình dung ra được nhiều hơn Đúng anh vậy, Thắng đúng ha. vậy. Dạ, thưa quý vị và các bạn, chương trình sẽ được trở lại sau vòng 1 phút sau. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Nhất Anh kính chào anh Thắng. Dạ, xin anh. Dạ, trở lại với phần 2 của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tiếp về đất nước Turkey, mà đặc biệt đó là một cái nơi đó là tên là Cappadocia mà anh Thắng đã có được dịp vừa nói với chúng ta phần 1. Thì trong phần 1 thì anh Thắng có kể tới về những cái nơi về nó và Về cái địa về lý, hoàn cảnh địa lý với lại cái hoàn cảnh người ta sinh hoạt. Về cái lịch sử con người mà cũng như một cái nơi mà của tạo hóa tạo nên, nhưng mà đồng thời trong sông đó là có nền văn hóa của những người mà từng sinh sống ở đó. Nhưng mà hồi nãy trong phần 1 không biết quý khán giả có để ý hay không là anh Thắng có nói là mình không phải mình đi bằng chân của mình đi để mình đi coi, mà mình có thể nhìn từ trên cao. Nhưng mà cái đó là cái gì anh Thắng? Thành thử khi quý vị đến Cappadocia thì tôi đề nghị là chúng ta không nên tiếc tiền mà phải tham dự một cái chuyến gọi là du ngoạn bằng hot air balloon, tức là khinh khí cầu đó, thì chúng ta tương đối là khá đắt, nhất anh biết không? Thế tuy nhiên chúng ta đi lên trên đó và chúng ta nhìn được tất cả những cái không gian của cái vùng Cappadocia dưới chân mình đó, mình thấy nó đẹp lạ lùng. Nhất là khi mà chúng ta ở trên cái độ cao, mình nhìn thấy mặt trời lên trên cái vùng đất Cappadocia và mình không thể hình dung được cái, không biết nói sao, tại vì cái không phải là cái hot balloon nó chỉ có bay lên trên đó rồi mình đứng mình nhìn xuống dưới không đâu, mà cái hot air balloon đó nó được người ta điều khiển, nó đi sát vào những cái tảng đá, những cái cây nấm đó, những cái ống khói đó, mình có tưởng tượng cảm tượng như mình có thể rờ được những cái ống khói đó, ống khói đá. Tôi gọi ống khói đá tại vì cái tên của người ta gọi như vậy thôi, nhưng nó là một cái tảng đá cao lớn chứ không phải là cái tảng đá nhỏ, nhưng mà những cái hot air balloon nó lách đi chung quanh những cái tảng đá, thành ra mình có thể thưởng ngoạn rất là không không có nói được cái cảm xúc đó. Đây mình nói làm sao để cho người ta hiểu là mình quá ư là thích thú đi, tại vì khi mà đi như vậy đó, nó không phải chỉ có một cái hot air balloon của mình mà hàng trăm cái như vậy mà nó đi mà nó không hề đụng nhau, mà nó luồn lách vào những cái đó. Và sau đó thì cái hot air balloon á thì cái người điều khiển nó sẽ cho mình lên một cái độ cao rất là cao, mình nhìn hết cái không gian của cái Cappadocia phía dưới chân mình, và đồng thời những đồng ruộng bình nguyên, thung lũng, những rãnh nứt và những cái cấu tạo của thiên nhiên đó cho mình xem những cái khe nứt của đất, và đồng thời mình thấy được những tại sao những cái cây cột và ống khói thần tiên có thể đứng vững được như vậy. Thì đó là một cái lạ lùng lắm, tại vì cái tảng đá mà ống khói đó bên dưới là mình thấy có thể nó là một cái loại đất xốp hơn, mềm hơn, nhưng bên trên nó là một lớp đất cứng, thành ra lớp bên trên thì màu đen nhưng mà lớp dưới thì màu vàng, đồng thời nó có những cái có từng lớp nó chồng chất lên nhau hàng chục triệu năm, mà thành thử thì cái trầm tích, cái lớp đá trầm tích nó tạo ra một cái lớp rất là lạ lùng ở khu vực đó, mà có lẽ trên thế giới này chỉ thấy được ở khu vực đó thôi. Có nghĩa là mình ngồi trên kinh khí cầu mà không phải một mình mà Đương mình nhiên thấy những cái kinh khí cầu khác một nữa. cái khinh khí cầu là có thể chứa được khoảng 20 người, và chúng ta ở trên đó chúng ta có thể quay phim, chụp hình, làm bất cứ cái gì mình thích, và cái người điều khiển họ sẽ luồn lách cho mình đi xem những cái thắng cảnh của nó, và mình có thể nhìn cái thắng cảnh đó, thắng cảnh và đồng thời cái thắng cảnh thiên nhiên, nó có một cái lúc mà mặt trời bình minh lên đó, thành thử nó đẹp lắm, nó đẹp lạ lùng lắm. Nhưng mà nãy anh Thắng nói là đừng có tiếc tiền và phải đi một lần cho biết. Như vậy thì cái con số thường là người ta phải trả bao nhiêu để đi Thì, được nếu anh tôi Thắng? nhớ không lầm thì một người khoảng gần 200 đô la, tại vì trong một chuyến bay như vậy thì mình đi khoảng 1 tiếng đồng hồ đó, mà mình được đi xem một cái không gian, một cái thắng cảnh thiên nhiên, nhưng mà không phải chỗ nào cũng có, không phải giống được như vậy. Ở Turkey thì chúng ta đi đến không phải chỉ có một cái thắng cảnh thiên nhiên ở Cappadocia mà chúng ta đang nói chuyện, nếu có dịp chúng ta có thể nói thêm một những cái thắng cảnh khác như là Pamukkale đó, những cái nó gọi tên là Pamukkale là một thành phố bông gòn, mình đi xa mà mình thấy cả một cái ngọn núi nó trắng xóa, mình tưởng là tuyết nhưng thực sự đến nơi mình tưởng nó là bông gòn, nhưng mà nó tất cả nó là đất cát, nó được cấu tạo vậy mà nó thành những cái hồ nước, và có dịp chúng ta nói đến Pamukkale. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi cái đẹp là cái đẹp nào mà tôi không có thể quên được trong trong cái trí nhớ của mình thì phải nói Cappadocia, quá đẹp, quá đẹp.
Mà hồi nãy anh Thắng nói là mình lúc mà coi lúc mà hồi nãy anh Thắng nói là có nghĩa là anh Thắng kể là anh Thắng đi lúc bình minh hả anh Thắng, Đúng vậy. nhưng mà với vậy thì mình có thể chọn được những cái giờ giấc mình đi hay sao Không, anh Thắng? chắc chắn là nó chỉ là những cái hot air balloon đó, nó chỉ làm vào buổi sáng. Thành ra nhiều khi khoảng 5 giờ sáng chúng ta phải đến nơi rồi. Và lúc đó thì những cái hot air balloon mới được bắt đầu bơm bơm vào để mà nó trở thành những cái kinh khí cầu. Và khi bắt đầu trời bắt đầu hơi hừng hừng sáng thì bắt đầu bạn đã bay lên rồi. Và chúng ta bay như vậy chúng ta mới xem được cả cái bình minh lúc mặt trời lên trên cái khu vực của Cappadocia. Và đồng thời ở đây đó quý vị đi xem nó không phải chỉ là cái thắng cảnh thiên nhiên không, mà như tôi vừa trình bày chúng ta được xem những cái văn hóa về những cái kiến trúc ở dưới những thành phố ngầm ở dưới lòng đất. Nhưng mà đồng thời chúng ta sẽ nhìn được những cái văn hóa về tôn giáo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn được những cái ngôi nhà thờ đã được đục khắc ở trong núi, Cũng ở trong cái khu đó luôn hả cũng ở anh trong Thắng? cái khu đó. Gorem đó là một cái thành phố nhỏ, nhưng mà thành phố gọi là thành phố nhưng mà thực sự tất cả thành phố nằm trong lòng núi hết. Tất cả tu viện, tất cả nhà thờ, tất cả những cái sinh hoạt tôn giáo đều được các vị tu sĩ họ đã đục khắc vào trong núi để mà họ tránh quân thù, đồng thời tránh những cái câu chuyện như là thời tiết, tại vì khu vực đó về mùa đông rất là lạnh và mùa hè thì rất là nóng. Đồng thời thì ngay ở đó chúng ta cũng được xem những ngôi mộ của những vị giáo sĩ, những vị tu sĩ đã từng nổi tiếng ở trong cái khu vực đó, và các vị tu sĩ đã đều được an táng tại ngay trong cái khu vực Cappadocia. Và đó là một cái điểm văn hóa về tôn giáo. Ngoài ra chúng ta cũng có dịp để xem những cái sinh hoạt của đời thường mà bây giờ người dân ở vùng đó họ sinh sống như thế nào. Thì đó cũng là một trong những cái cách mà chúng ta có thể quan sát cái lịch sử, quan sát cái sinh hoạt văn hóa ngày xưa cho đến ngày nay. Nhưng mà hồi nãy anh Thắng có nói là tôn giáo, thì vì theo người Turkey thì người ta theo cái tôn giáo tu sĩ là phải Thành ra phải ngày tin tôn xưa giáo thì không? ngày xưa khi mà đế quốc La Mã đó đánh đuổi thì họ đã chạy về về vùng dưới này, và khi mà đụng chạm như vậy thì ngày xưa cái thời gian đó là cái thời của Byzantine, mà Byzantine rồi về sau là chính thống giáo. Và chính thống giáo xong xuôi là chúng ta nhớ về về cái thời gian là Ottoman, rồi trước đó là Hồi giáo cũng xâm chiếm, và bây giờ chúng ta để ý rằng Turkey là một cái đất nước Hồi giáo. Nhưng mà họ đã ngày xưa họ đã từng nằm trong cái gọi là đế chế gọi là Ottoman. Cho đến năm 1918 thì cái đế chế Ottoman nó mới sụp đổ, và từ đó nó mới sinh ra cái đất nước Turkey ngày nay. Câu hỏi cuối cùng mà nhanh muốn dành cho anh Thắng đó là nếu mà chỉ dùng một từ thôi mà để anh Thắng có thể nêu cái cảm nghĩ của anh Thắng về cái nơi mà lúc mà anh Thắng trên kinh khí cầu mà nhìn thấy xuống toàn bộ Campuchia thì anh Thắng sẽ dùng từ nào để anh Thắng diễn tả? Mình không nghĩ nó đẹp như vậy. Mình không nghĩ cái không gian Cappadocia có thể đẹp như vậy. Tại vì thiên nhiên. Cái thứ hai nữa là mình vi cái hot air balloon lên trên rồi. Thành ra mình nhìn một cách nó đẹp lạ lắm. Tôi đi có nhiều nơi khác. Nhưng mà cái không gian nó không cho tôi cái cảm giác giống như ở đây. Cái không gian này nó cho mình một cái thứ nhất là mình không dễ dàng đến Turkey. Vì cái chuyến bay của chúng ta từ Hoa Kỳ đến Turkey tương đối khá xa. Nhưng mà đến thực khi xong rồi chúng ta không phải từ đó chúng ta đi gần ngay cái chỗ mình đáp xuống, mà mình lại phải có những cái chuyến du ngoạn để tới Cappadocia. Mình phải đi bằng xe xe hơi đến chứ không phải là đi máy bay đến. Thành thử nó có những cái cảm nghĩ cảm xúc rất là lạ, tại vì cái không gian nó làm cho mình cảm nhận như vậy. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Nghe anh Thắng nói vậy thì nhanh phải chắc phải dành để dành tiền để có dịp để có thể qua Turkey và để Oh, thăm cái rất đó. là nên nhất anh, tại vì đó cũng là một trong những điểm mà mình một địa điểm mà rất đáng đi trong cái đời sống của mình. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Nhất Anh xin kính chào khán giả và hẹn gặp lại khán giả trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.